xong bài tập rồi. Chúng mình đi chơi đi. Ừ, hay là chơi nhảy dây nhá. Ôi, tớ để quên dây ở nhà Kiwi rồi. Làm sao bây giờ? Mẹ có trò chơi này vui lắm. Hay là các con chơi với mẹ nhá. Trò gì thế hả mẹ? Trò gì thế hả cô? Đó là trò chơi truy tìm kho báu. Wow, thế thì chắc chắn là có rất là nhiều khoa thưởng lắm đúng không hả cô? Đúng vậy các con ạ. Có mẹ ơi, mẹ cho chúng con chơi ngay đi. Bản đồ kho báu được giấu ở ngoài vườn cây, chia thành các mảnh ghép. Để tìm được đủ các mảnh ghép này, các con phải thực hiện nhiệm vụ và trả lời các câu hỏi mà cô đặt ra. Nhiệm vụ đầu tiên, trồng một hạt giống cây. Mà tại sao phải trồng cây hả mẹ? Con thấy không cần trồng thì cũng nhiều cây lắm rồi. Tớ nghe tivi nói càng ngày càng ít cây đi. Không biết là tại sao nữa. Đúng rồi các con ạ. Cây cối, động vật, đất nước, các loại khí được gọi chung là hệ sinh thái. Nếu các con muốn biết rõ hơn, chúng mình cùng hỏi bác cây khế nhé. Chào các cháu. Đúng là các bạn của ta có rất nhiều. Nhưng nhiều năm rồi, ở nhiều nơi, chúng ta bị chặt phá, bị chết do ô nhiễm. Thôi, bác đừng buồn. Bọn cháu sẽ trồng thêm thật nhiều bạn mới cho bác nhé. À, xong rồi. Mấy nữa cây sẽ lớn lắm mẹ nhỉ. Đúng rồi, vậy là nhiệm vụ hoàn thành. Đây là mảnh ghép bản đồ của các con. Yeah! Nhiệm vụ thứ hai của các con chính là làm sạch rác trong khu vườn và tưới cây. Vậy thì tớ sẽ tưới cây, còn dứa dọn dẹp rác cùng mẹ nhé. Đồng ý luôn. Bác cây khế ơi, túi ni lông làm các cây nhỏ không lớn được đúng không ạ? Đúng rồi đấy cháu. Không chỉ trong khu vườn này, việc rác thải nhựa và ni lông bị vứt ra môi trường sẽ làm ô nhiễm, gây hại cho thực vật, động vật và cả các cháu nữa đấy. Không chỉ dọn dẹp, chúng mình cùng phân loại các loại rác ra để dễ dàng cho hoạt động tái chế nhé. Vâng ạ. Vậy là con đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của mình và đây là mảnh ghép thứ hai của các con. Yeah! Mẹ ơi, nhiệm vụ tiếp theo là gì ạ? Đây là mảnh ghép cuối cùng rồi. Mẹ có một câu hỏi cho hai đứa. Nghe kỹ nha. Vâng. Vâng ạ. Ngày nào được Tổ chức Môi trường Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Môi trường Thế giới? Ngày nào nhỉ? Ngày nào nhỉ? À, cháu nhớ rồi. Lần trước bố cháu con nói đó là ngày mùng 5 tháng 6 ạ. Ồ, thế là ngày hôm nay luôn này. Có đúng không hả mẹ? Dứa giỏi quá. Ngày mùng 5 tháng 6, tức là ngày hôm nay, chính là Ngày Môi trường Thế giới, được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường. Ngày mùng 5 tháng 6 chính là ngày Việt Nam phát động tháng hành động vì môi trường đấy các con. Wow, dứa giỏi thật. Tớ cũng phải ghi nhớ cái này mới được. Bố tớ hay nhắc tớ phải bảo vệ môi trường lắm. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mình chỉ cần có ý thức bảo vệ động vật này, cây xanh này và không vứt rác bừa bãi là đã góp phần bảo vệ cuộc sống xanh rồi. Đúng vậy, và đây là mảnh ghép cuối cùng của các con cần nha. Chúng ta cùng chung sức, chung tay giữ gìn xanh tươi màu trái đất. Mai này người người nhà nhà dọn rác sạch trơn. Yeah! Wow, mẹ ơi, đẹp quá, lại còn bảo vệ môi trường nữa. Sau trò chơi hôm nay, mẹ muốn hai con ghi nhớ Ngày Môi trường Thế giới và có ý thức chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Môi trường chính là kho báu của chúng ta đấy, các con ạ. Vâng.